Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay xin quay cái máy rửa ba ngăn sử dụng điện 220 một pha để đi về khu vực Bắc Tân Uyên Bình Dương. Về khu vực Bắc Tân Uyên Bình Dương nè mọi người nha. Thì chiếc máy gồm có 3 chức năng như sau. Chức năng đầu tiên là rửa bằng nước rửa chén. Ngăn đầu tiên rửa bằng nước rửa chén. Ngăn thứ hai thì rửa bằng nước sạch để nó làm sạch cái nước xà phòng. Ngăn thứ ba là tráng diệt khuẩn. Đó. Ngăn này là ngăn tráng nước clo để diệt khuẩn. Máy thì có hai chế độ. Chế độ M là chế độ chạy tay. Chế độ O là chế độ giữa và chế độ A là chế độ chạy tự động. Bên rửa sạch cũng vậy, M là chạy tay, O A là tự động. À, nước tráng bình cũng vậy luôn ha. Rồi tủ điều khiển thì nó cũng có khởi động từ, có timer, rồi có CB đầy đủ để bảo vệ ha. Domino rồi liên kết đầy đủ luôn. Đây là tủ bảng điện, đang chỉ là điện này là điện thế 200V. Rồi bên này thì có một cái thầu để chứa xà phòng đó, cái bình chứa xà phòng. Đây là cái bình để chứa nước xà phòng, thấy không? Đó. Rồi nước xà phòng mình đổ nước vô và mình tráng. Mình cho khoảng 30 lít nước vào cái bồn này. Xong mình pha khoảng 2 nắp xà bông rước rửa chén sinh lai. Rồi thì sẽ là pha xong cái nước xà phòng. Còn này mình cho mỗi khoảng 10 lít nước vào trong cái bồn này. Cho 10 lít nước vào trong bồn này, bỏ một ít cloramin B để mà ít nước cloramin B để trộn trong nước này để nó sát khuẩn bình. Đó là cái phần pha nước. Còn ống nước ngoài sẽ cấp rồi cái ống 34 cấp nước ngoài vào. Ống 34 cấp nước ngoài vào để cho bơm nó rửa sạch nha mọi người nha. Nên nước đường nước này có khả năng là đường nước sạch, nước máy hoặc là nước thải từ dàn RO ra cấp vô đây để nó rửa. Rồi mình sẽ cho nó chạy thử nha mọi người nha. Thì cái này máy này nó chạy được như gần như tự động, sập xuống nè. Rồi. Sập xuống chạy. Đó, nó phun nước bọt không? Đó, nước rửa chén nó phun rất là nhiều bọt. Rồi nó quay, cái bình nó quay liên tục. Rồi chổi đánh liên tục. Bình quay liên tục và chổi đánh liên tục. Nó giúp làm sạch cái đai bình và đáy bình. Nó nhờ 6 cái chổi, chổi đế nè. Đó. Cái chổi đế rất dày. Rồi chổi này là chổi quét. Đó. Rồi có chổi rửa trong. Đây là cái chổi rửa trong. Đó. Chổi rửa trong này nó nhiều lông để cho nó quét sạch bình. Sau khi bình nó có dính một ít xà bông mà nó rất là sạch như thế này rồi thì mình cho qua cái ngăn rửa sạch nó rửa lại. Đây là ngăn rửa sạch. Ngăn rửa sạch nó phun lại nha mọi người nha. Bật cái độ tự động. Bật qua ngăn rửa sạch nó rửa lại. Nó chưa được cắn ốc. Rồi xong, rửa sạch xong thì nó đưa qua khâu tráng. Đưa qua khâu tráng. Tráng là loại ra mình bê. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Đó, khâu tráng là hoàn tất nè mọi người nha. Đây là tráng diệt khuẩn á. Đây là máy ba ngăn. Chạy bằng nhông xích, có bộ tăng đưa luôn. Chạy bằng nhông xích tăng đưa đầy đủ. Đấy. Chạy nhông xích tăng đưa đầy đủ luôn. Chạy rất là êm và rất là êm ái và rất là ok. Chạy nhông xích, điện động bằng nhông xích. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha. Chạy bằng điện một pha luôn nha mọi người nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.